Tôi có lời chào mừng hết thảy anh chị em gần xa đã biệt riêng cái thời giờ để cùng học lại chú chung với nhau. Và một lần nữa như tối hôm qua trong cái thời giờ mà tâm tình khi một ngày kiên ngăn kết thúc tôi một lần nữa xin được chúc mừng những anh chị em lần đầu tiên vượt qua cái nỗi sợ hãi lớn nhất của cuộc đời là kiên ăn được một ngày trọn một ngày không ăn gì hết đi qua hết rồi mình mới thấy là cũng không có gì ghê gớm tôi khích lệ anh chị em nên phát triển cái thói quen kiên ăn hàng tuần tức là mỗi tuần một ngày đối với những anh chị em nào mà mà À, tiếp tục cùng tôi trong cái ngày kinh thứ hai ngày hôm nay thì xin Chúa à, bổ sức cho anh chị em. À, và cũng như hôm qua vậy thôi, cũng cứ à, giữ cho cái tinh thần thoải mái rồi à, à, giữ mình ở trong cái bầu khí thuộc linh, Bởi cái âm nhạc thánh và cái lời kinh thánh. rồi hướng tâm mình lên Chúa. đừng có để ý đến cái cái sự kêu gào của của cái dạ dày của mình. À. Thì nếu à, mà cảm thấy có vẻ như là đói thì cứ uống chậm chậm từng nước vậy thôi à. Và cái tiến trình mà nó thải độc á Thật ra kể về, kể cả về phần thuộc thể Thì cũng là ngày hôm nay tức là ngày thứ hai nó mới bắt đầu nó kết thuật à. Hôm nay thì trong cái chương trình tiếp sức mùi dịch Plus này Chúng ta sẽ tiếp tục ở chương 13 của sách khải quyền và chương 13 nó nó cho chúng ta thấy một cái bản copy hay là một cái bản nhái ba ngôi thánh của đức chúa trời đó là ba ngôi bất khiết unholy satan antichrist và tiên tri giả cách đây mấy hôm mà tôi có đọc thấy ở trên facebook là có hai ông thần kia cãi nhau một ông thì bảo rằng là kinh thánh chỉ đề cập đề cập đến thân vị thôi Chứ không có chỗ nào đến nó đến ngôi vị ừ. Thành ra là không thể có chuyện Đức Chúa Trời ba ngôi Ông kia thì bảo là thân vị <laughs> Mà ngôi vị là chỉ cái cách gọi khác nhau thôi Thế là loạn xị ngậu lên Chọn nhau mày to mi tớ y đùng Không ra cái thể thống gì hết Đúng là điếc hay ngóng mà ngọng hay nói ừ. Một đằng thì chữ nghĩa chưa được bao nhiêu Mà hãy mở miệng ra là muốn làm thải, làm cha thiên hạ còn đằng kia thì suốt ngày cứ lang thang ở trên mạng vậy đó thấy ai viết gì là nhảy vào vặn vẹo bắt bẻ tiếng nghi Lạp như này tiếng Hebrew như này à, cái câu này đoạn này là phải hiểu như này này phải hiểu như kia này nghe chữa à, mà mà phải đã tròn vành rõ chữ gì đâu cái chứ à, đằng này thì còn ngọng lo ngọng liếu hả à. vậy mà ham nói thấy ớn luôn <laughs> đúng là một thằng một đàn thằng ngọng đứng xem chuông Mà chúng bảo nhau rằng là ấy ấy u à. Ok chúng ta trở lại với cái phần kinh thánh à, Trước hết là là cái cái câu cuối cùng Của chương 12 Tức là chương 2 câu 18 đó. Bây giờ con rồng đứng trên bãi cát Nơi bờ biển Đứng chi đó anh xem Đứng là chờ đó Chúng ta đi tán đi tiếp à, Cái chờ cái gì à. Chương 13 câu 1 câu 2 Đoạn tôi thấy một con thú từ dưới biển lên Có 10 sừng, 7 đầu Các sừng đội 10 vương miệng Và trên các đầu có danh hiệu lộng ngôn Con thú tôi thấy nó giống như con beo Chân như chân gấu, miệng như sư tử Con rồng lấy năng lực mình, ngôi mình Và quyền bính rất lớn mà cho nó Thú ở đây là cái bản chất giả thú thu tính của nhân vật chứ không phải là cái ngoại hình vật lý nha anh cha à, chẳng hạn trong kinh thánh á, cái pho tượng mà trong cái giấc mơ của nebuchadnezzar trong daniel chương 3 đó và cái khải tượng thứ nhất là bốn quái thú mà daniel thấy ở trong chương 7 đó là cùng chỉ về bốn cái đế quốc thay nhau cai trị trên thế giới nhưng mà cái pho tượng là cái vẻ bề ngoài trong cái nhìn của con người là vàng bạc đồng sắt còn cái khái tượng của Daniel là là cái bản chất giả mang độc ác của những cái đế quốc, những cái thể chế đó. Cái con thú thứ nhất mà lên từ biển mà dân thấy ở trong khải quyền chương 13 này là ông thấy được cái bản chất của nhân vật này. Từ dưới biển lên, biển ở trong kinh thánh thì luôn được biểu hiện, luôn được hiểu là thế gian, là dân ngoại, là Greek đó. chứ không phải là dân Do Thái. Chúng ta xem lại câu câu 1. Câu 2. Đoạn tôi thấy một con thú từ dưới biển lên. Có 10 sừng bảy đầu, các sừng đội 10 vương miệng và trên các đầu có danh hiệu lộng ngôn. Con rồng lấy năng lực mình, ngôi mình và quyền bính rất lớn mà cho nó. Để đối chiếu với cái chuyện mà 10 đầu bảy 10 sừng bảy đầu này chúng ta cũng xem ở trong chương 12 câu ba trên trời cũng hiện ra một dấu lạ khác nữa. Kìa một con rồng lớn sắc hồng, có bảy đầu 10 sừng đầu đội bãi vương miện cái con thú thứ nhất này là hiện thân hay là nói theo cái kiểu mà 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 chúa với đức chúa cha đó là là hình bóng của bản thể con rồng đó anh chị y như đức chúa giêsu với đức chúa cha vậy đó cái khác biệt giữa rồng với thú là rồng thì đầu đội vương miện cái cái vương miện cái, này là trong cái từ là diadema chứ không phải stephanos còn thú thì sừng nó đội vương miện cái điều đó nó cho thấy gì con rồng nó cai trị và nó có quyền lực tối thượng còn con thú á, là cai trị thông qua vũ lực. Câu số 2, con thú tôi thấy giống con thú tôi thấy đó giống như con beo, chân như chân gấu, miệng như miệng sư tử. Ba cái con thú là con beo hay là con gấu, con gấu và sư tử thì chúng ta đã thấy trong cái khải tượng của Daniel rồi. Đó là các đế quốc Khi Lạp, Medo Ba Tư và Babylon. Như vậy con thú thứ nhất hay là cái nhân vật này nè, nó tổng hợp hay là nó hội tụ Tóm nó thừa hưởng tất cả mọi cái thú tính, mọi cái mang rợ, mọi cái độc ác xấu xa tội lỗi của ba cái thể chế Hay là cái vương quốc ngày xưa Cái đặc trưng của nó là gian ác, là chống chúa và được Satan chống lưng Đây là cái kẻ đại ác được nói đến ở trong Timothée thứ nhì chương 3 à, Xin lỗi chương 2 câu 3 và câu 9 câu 10 đó anh xem Vì sự bội đạo phải đến trước và người đại ác Hiện thân của sự quỷ diệt xuất hiện Hắn sẽ nhờ hành động của quỷ Satan mà đến với tất cả quyền năng cũng như dấu lạ, phép màu, giả dối. Dùng mọi cách gian ác lừa gạt những người hư mất vì họ từ chối yêu mến chân lý để được cứu rỗi. À, đây là cái tay đại ác. Đó. Rồi mình 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 đi tiếp ở trong cái câu số 3, số 4. Tôi cũng thấy một trong các đầu nó dường như bị thương đến chết. Nhưng vết thương ấy được chữa lành và cả đất đều lấy làm lạ mà theo con thú đó. Chúng thật lại con rồng, bởi nó đã lấy quyền bính mà cho con thú Họ cũng thờ lại con thú mà rằng Ai giống như con thú Ai có thể giao chiến cùng nó được Tại đây đó Chúng ta sẽ thấy được Sẽ tiếp tục thấy được cái sự bắt chước Cái sự mô phỏng y hệt như những gì mà chúng ta đã thấy Nó xảy ra với chiên con của Đức Chúa Trời Tức là Đức Chúa Giêsu Đó là cái chuyện gì Cái chuyện mà bị thương đến chết Nhưng mà cái vết thương ấy được chữa lành Cả đất đều lấy làm lạ đó. Nguyên văn trong nguyên văn tiếng Hy Lạp đó, Anh cho em cái từ bị thương trong trong chương 13 câu 3 Với lại là cái từ mà bị giết Tức là chuyên con bị giết từ trước buổi sáng thế Trong câu chương 13 câu 8 đó, Là cùng một cái từ giống nhau anh Mặc dù trong tiếng Việt cũng như các cái ngôn ngữ khác là Dịch hai cái từ này là một bị thương một bị giết Nhưng nó là một từ thôi Trong nguyên văn nó là uh, sphago Tức là giết, bị giết đó. À thì như vậy thì mình thấy là cái nhân thân của con thú thứ nhất nó hiện rõ rồi đúng không? Đó là Antichrist hay là kẻ sắm vài đấng rít. Nó cũng chính là cái tay cỡ ngựa trắng trong chương 6. Trong chương 6 thì dân nhìn thấy nó ở một cái góc nhìn một cái khía cạnh khác. Còn ở trong chương này thì ông được nhìn thấy cái bản chất của nó. Như vậy thì có thể là vào một cái thời điểm nào đó ở trong cơn đại nạn, có thể là giữa cơn đại nạn thì cái con thú thứ nhất hay là Antichrist này nó gặp một cái tai nạn nào đó hoặc là thật hoặc là giàn dựng nhưng mà nó sẽ bị ám sát hoặc là bị bệnh hay là một cái chuyện gì đó mà cái tính mạng của nó nó bị đe dọa cái kiểu mà thập tử nhất sinh nhưng rồi bằng một cái cách nào đó nó qua khỏi nó sống lại được y như là Chúa Giêsu đã từng vậy đó à. và rồi sau cái biến cố đó là người ta xem nó là bất tử người ta nói là gì ai giống như con thú ai có thể giao chiến cùng nó được đó cả thế gian đi theo con thú vì lấy làm lạ không không phải vì cái vẻ đẹp vượt trội hay là vinh quang của con thú mà người ta đi theo đó anh chị em không phải vì cái lòng trắc ẩn hay là sự quan tâm của con thú đối với họ không phải vì sự trong sạch hay vì đạo đức cao trọng mà họ đi theo vì lấy lầm lạ vì sốc cái xu hướng đó nó hiện nay đã có trong cái thời đại mà chúng ta đang sống đây rồi đó anh chị em cái thời mà tôi và anh em đang sống đó bây giờ người ta được thu hút không cần hai không cần ngon không cần béo bổ ít lợi gì hết đó. chỉ cần độc và lạ thôi cái kiểu mà anh chăn bò mà ngồi im không nói gì á cái kiểu mà lọc phù hô đó lộc phù hô á hay là siêu to khổng lồ là sẽ có người follow sẽ có nút bạc nút vàng youtube nghe hãy để ý cái cách mà người ta tôn sùng như điên như cuồng một cái người lãnh đạo nào đó cả trong hội thánh lẫn ở ngoài xã hội là anh chị em có thể hiểu được cả thế giới thời bây giờ bị anti greek nó hút hồn cách dễ dàng như thế nào chúng ta đi tiếp tục cái câu 5 cho đến câu số 8 nó được ban cho cái miệng phô những việc lớn và lọng ngôn Cũng được quyền bính làm trong 42 tháng Nó mở miệng ra và nói lọng ngôn cùng Đức Chúa Trời Lọng ngôn đến danh Ngài, đền tạm Ngài và những kẻ ở trên trời Nó được phép giao chiến cùng các thánh đồ và đắc thắng Nó cũng được quyền bính trên các chi phái, các dân, các tiếng và các nước Hết thải những kẻ ở trên đất đều sẽ thờ lại nó tức là những kẻ không có tên ghi trong sách sự sống của chiên con đã bị giết từ buổi sáng thế. Cái hình ảnh này nó, nó có cái phiên bản thu nhỏ ngày nay dễ hiểu hơn. Đó là có mấy tay, có mấy thằng chồng mà nó đánh vợ tin chúa như nó đánh bịch bông vậy đó. Nó suốt ngày nó chửi chúa ra rã hà. Nó chèn ép nó đánh đập người theo chúa đủ cái kiểu mà không bị hề hấn gì. Kinh thánh bảo gì trong câu số 7. Nó được phép giao chiến cùng các thánh đồ và đắc thắng nó cũng được quyền bính trên các chi phái, các dân, các nước, các tiếng và các nước. Câu hỏi đặt ra là tại sao con rồng với lại con thú nó được quyền tự tung, tự tác như vậy? Có thể ai đó trong anh chị em sẽ thắc mắc dù chúa ở đâu mà tụi nó hành động như chỗ không người vậy? Chúa ở đó chứ đâu. Mọi chuyện đang diễn ra trước mắt chúa mà. Trong châm ngôn chương 16 câu 4 đó, lời chúa cho chúng ta biết điều này. Đức giô dựng lên muôn vật đều có mục đích. Ngay cả kẻ ác cũng là để dành cho ngày tai họa không có mấy không không có mấy cái con mà mà chuyên ăn xác chết ấy, thì lấy đâu ai đâu ra mà dọn dẹp cho nó sạch cái môi trường cho nên để những cái người tin thờ Chúa mà được thật sự có cái quyền tự do chọn lựa văn lời Chúa hay không văn lời Chúa đó anh chị em tin cậy tức là tin cậy hay không tin cậy đó thì cần phải có một cái môi trường cần phải có một cái điều kiện để có thể không văn lời muốn cho tôi và anh em chọn cái, cái cái văn lời hay không văn lời thì phải có một cái một cái điều kiện để mà chúng ta có thể chọn không văn lời chứ chứ chơi cái kiểu bầu cử mà mà bầu mà, 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 mà cử ba lấy ba thì chọn lựa bằng thừa đúng không rắn mà không xuất hiện để dụ dỗ thì làm sao Eva với Adam là có thể chọn không văn lời Chúa được làm sao mà biết được đức tin của tôi và anh chị em là thật hay giả là năng động hay thụ động là đức tin lớn hay đức ít đức tin phải thẩm định phải thử thách mà để có thể thử thách thì sao Phải qua lửa hoạn nạn Phải qua khó khăn Tôi muốn anh chị em xem tiếp ở Trong cái câu số 9 số 10 Ai có tai hãy nghe Nếu ai bắt người ta làm phu tù Nấy hẳn sẽ bị làm phu tù Nếu ai giết người ta bằng gươm Nấy hẳn phải bị giết bằng gươm Đây là sự nhẫn nại và đức tin của các thánh đồ Đây là cái bản nhuận chánh Tức bản Gideon hoặc là nói như bản dịch cũ ai có tai hãy nghe nếu ai bắt người làm phu tù chính mình sẽ bị làm phu tù tức là chính mình cái người đó cái người bắt á nếu ai giết người bằng gươm mình phải bị giết bằng gươm đây là sự nhịn nhục và đức tin của các thánh đồ nhiều bản dịch kể cả tiếng anh là điều dịch các câu mười này là sai xa rất là xa so với nguyên gốc ví dụ như cái bản hiệu đính đó. thì dịch như này nếu ai phải bị lưu đài người ấy sẽ đi lưu đài nếu ai phải bị giết bằng gươm, người ấy sẽ bị giết bằng gươm. Dịch mà như bản hiểu đính hay là bản dịch mới đó thì cái câu 10 này sẽ được hiểu là trời kêu ai nó dạ hay là số ai nó chịu đúng không? Thật ra căn cứ theo cái văn mạch đó thì sẽ thấy không phải là như vậy. Chúng ta xem lại nha. Chúng ta xem lại từ câu 5 cho đến câu số 10 chúng ta thấy nó được ban cho cái miệng phô những việc lớn và lộng ngôn cũng được quyền bính làm lụng trong 42 tháng. Nó mở miệng ra nói lọng ngôn cùng Đức Chúa Trời lọng ngôn đến danh Ngài, đền tạm Ngài và những kẻ ở trên trời Nó được phép giao chiến cùng các thánh đồ và đắc thắng nó cũng được quyền bính trên các chi phái, các dân, các tiếng và các nước. Hết thảy những kẻ ở trên đất đều sẽ thờ lại nó. Câu số 10. Nếu ai bắt người ta làm phu tù, nấy hẳn sẽ bị làm phu tù. Nếu ai giết người ta bằng gươm, nấy hẳn phải bị giết bằng gươm. Đây là sự nhẫn nại và đức tin của các thánh đồ. Như vậy thì cái phần kinh thánh này là phải được hiểu như này này Ừ hành hô hành sát cho lắm vô Rồi gieo gì gặt nấy đó Bắt giam người ta đi Giờ ngươi sẽ bị bắt giam cho coi Chém người ta đi Giờ ngươi sẽ bị chém cho mà coi Bà báo liền tay nghe mời à, Theo cách kiểu vậy đó chứ dùng la ban trị ra cốt đúng không Nhưng mà khi la ban mà chơi lố tay là gặt mệt nghỉ luôn chứ dùng Nebuchadnezzar trị Israel đúng không Nhưng mà rồi sao Đến lượt Nebuchadnezzar lãnh hậu quả chứ sao cái nguyên tắc gieo gặt chính là cái điều mà chúa muốn nói với tôi con chúa trước hết là là những người đang chịu khổ nạn vì cái niềm tin nơi chúa thuộc bãi cái hội thánh tại tiểu á đó anh xem ý chúa muốn nói gì hãy tin cậy rằng công lý của đức chúa trời sẽ được thực thi và hãy và để giữ cái lòng tin cậy chúa đó thì họ cần phải học biết nhịn nhục chịu đựng tôi muốn dùng cái Hebrew chương 6 câu 11 đến câu 12 để kết thúc cái phần À, chia sẻ sáng hôm nay nhưng chúng tôi mong ước rằng mỗi người trong anh em cứ bày tỏ lòng nhiệt thành như vậy để giữ vững niềm hy vọng cho đến cuối cùng đến nỗi anh em không lười biếng nhưng cứ bắt chước những người bởi đức tin và lòng kiên nhẫn mà hưởng được lời hứa chúng ta cùng đến với chúa trong sự cầu nguyện hallelujah hallelujah chưa chúng con biết ơn ngài vì lòng nhân từ và sự thương xót của ngài vẫn không hề dứt ở trên chúng con ngài vẫn ở cùng chúng con kể cả khi chúng con đi qua hoạn nạn thử thách thật vậy thưa chúa ngài là đức chúa trời thành tính ngài cũng là đấng nắm giữ cái dòng lịch sử của nhân loại chính ngài là đấng cầm quyền tể trị trên cả cõi trời đất này không phải satan không phải ma quỷ hay bất kỳ quyền lực của một cái thế lực nào mà chính chúa đức chúa trời của chúng con là đấng cầm quyền tể trị. Xin cho chúng con nhận biết cái điều này. Xin cho chúng con nhận biết cái lẽ thật về sự tể trị của chúa để chúng con luôn vững tin nơi ngài. Dầu có lúc này lúc kia chúng con đối diện với những cái sự thử thách, dường như chúng con phải chịu bất công, nhiều khi chúng con phải chịu oan trái nhưng lại chúa xin cho anh em con hết thảy mỗi một người nhìn thấy chúa vẫn đang cầm quyền tể trị và ngài là đức chúa trời tốt lành xin cho chúng con cứ đặt trọn niềm tin nơi công lý của chúa xin giữ lòng chúng con thưa chúa cứ bền đổ nơi sự thành tính của ngài luôn luôn để ngõ hầu mỗi một chúng con cứ vững vàng ở trong đức tin nơi Chúa dù thử thách dù khó khăn dù hoạn nạn nhưng chỉ làm cho đức tin của chúng con trở nên vững chắc hơn tin rồng hơn mà thôi chúng con biết ơn ngài nguyện xin Chúa bổ sức cho anh em con những người tiếp tục kiên ăn trong ngày hôm nay nguyện xin Chúa chạm đến từng anh em con những người đang ở trong giường bệnh và thưa Chê chúng con tiếp tục kêu này Chúa can thiệp một cách siêu nhiên ở trên cái tình trạng dịch lệ ở trên thành phố Sài Gòn này, ở Bình Dương và các cái tỉnh miền Nam. Xin cho chúng con nhìn thấy oai quyền của Chúa. Xin cho chúng con nhìn thấy công việc lạ lùng của Ngài. Và Chúa ơi, xin cho người Việt Nam chúng con nhìn thấy Ngài là Jehovah Đức Chúa Trời, là đấng có một và thật, không có gì khó quá cho Ngài. Ngài vẫn là Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay, vẫn còn làm phép lạ Xin cho chúng con nhìn thấy điều đó Để chúng con cùng tôn vinh chúc tụng ngợi khen Ngài Vì Chúa mà chúng con đặt lòng tin cậy Là đấng hôm qua ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi Chúng con tạ ơn cha thật nhiều Vì tất cả mọi điều Chúa ban cho chúng con Chúa đồng thành kính hiệp chung cầu nguyện Trong danh Chúa Giêsu Christ Amen